xin chào tất cả các khách hàng của DK Eyebrow and Beauty ạ. Rất vui được gặp lại mọi người ở trong livestream ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì như mọi người có thể thấy thì trước màn hình ống kính đây thì là một khung cảnh rất là quen thuộc. Và chuyên gia của chúng tôi thì đang thực hiện một ca phun môi phủ xương 3D dành cho khách hàng. Và bây giờ thì tôi sẽ có một cái câu hỏi, và đây cũng là cái câu hỏi mà các chị em thắc mắc rất là nhiều, để chuyên gia của chúng tôi có thể giải đáp cho tất cả các chị em mọi người nhé. Em chào chị Hương ạ. Vâng, chị Hương ơi, thì có rất nhiều những chị em thắc mắc là lý do vì sao mà phun môi, chị phun môi được 7 tháng rồi, cũng có những chị phun môi hơn 1 năm. Vậy tại sao sau khi phun môi xong thì lại bị xỉn và bị thâm hơn lúc trước ạ? Cái lúc nếu mà cái da môi của các chị ấy, nếu mà nó da môi thâm ấy, mình phải thâm được kỹ thì mình làm ra một cái nền môi đẹp, thì mình làm ra một cái môi nó bao nhiêu mới đạt được. Thứ nhất, thứ hai là nếu mà mình mà làm bằng cái lực mà nhiều sắt nhiều trì vào đó, nó chỉ mang ra nó được một thời gian rất là ngắn thôi, 7 tháng, 8 tháng, thậm chí là mình có năng là cùng, sau đó nó sẽ xỉn và nó tím tối tái lại. Thì đấy là cũng một cái là rất là nhiều sắt và trì em ạ. À vâng, tức là cái nguyên nhân mà khiến cho môi bị xỉn là do cái mực xăm không đảm bảo đúng không ạ chị? Thì những cái mực xăm đó thì nếu như mà các chị em để lâu thì nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay là em ạ? Có chứ. Đó là cái nó là mực kim loại nặng ấy, nó là hóa chất rồi. Để nó sẽ bị phân tán này trong cơ thể của mình ấy, trong môi của mình ấy, để lâu ấy nó sẽ nhiễm vào cơ thể của mình. Thì những chị em mà có những cái môi như thế, bao giờ nhìn nó cũng tối, nó xỉn, nó thâm nữa. Và nhìn nó bết lại đúng không ạ? Vậy những cái môi như vậy thì ở tại DK thì sẽ xử lý như thế nào hả chị Hương? Những cái môi như thế thì DK ấy sẽ hút mực bằng cái laser cho khách hàng đi. Vâng. Hút hết cái mực mà nó đang bị nhiễm, chỉ nhiễm sắt đi. Thì sau đó thì mình lấy làm mực mới vào. Tức là mực ở đây là mực hữu cơ ấy. Vâng. Nó làm từ cây cỏ thiên nhiên em ạ. Chứ nó không có thuốc cái chỉ ấy. Vâng. Thì khi mà bong ra ấy, màu mực ấy nó trong, mà nhìn nó không bị thâm tím tối, thì em đến bao nhiêu năm đi chăng nữa nó chỉ nhạt dần đi thôi, chứ ta không bao giờ tím tái xỉn như cái mực mà những sắc được chỉ như em ạ. À vâng ạ, vậy chị Hương có thể chia sẻ cái tip gì đó để các chị em có thể nhận biết được đâu là mực vô cơ và mực hữu cơ không ạ? Tức là mực vô cơ sau khi phun xong thì nó biểu hiện của nó sẽ như thế nào, còn mực hữu cơ như DK đang sử dụng thì nó sẽ biểu hiện như thế nào để cho các chị em dễ phân biệt không ạ? Cái mực vô cơ ấy, khi mà phun xong bong ra màu môi của khách đẹp ngay lập tức, đẹp ngay lập tức các bạn, vì nó là sắt là trì, nó bong ra nó đỏ đậm đẹp đúng như mong muốn của khách hàng, nhưng nó chỉ được một thời gian rất là ngắn, từ 7 tháng đến 1 năm. Vâng. Thì sau đó nó sẽ tím tái thâm xỉn trở lại. Còn cái thực tế ấy là cái thực mà được làm từ cây cỏ thiên nhiên ấy, nó cần có phải có thời gian em ạ, thì nó mới lên màu, nó mới đẹp được. Thời gian thì khoảng tầm bao nhiêu lâu ạ? Thời gian thì khi mà mới bong ra ấy, nó sẽ tím tối và nó xỉn, nhưng sau đó nó sẽ dần dần màu lên, trong vòng 2 tháng là cái màu chuẩn nhất mà đẹp nhất. Vậy là với những cái đôi môi mà phun ở tại DK thì chúng ta sẽ chơi ở trong khoảng bao nhiêu lâu hả chị? Và cái thời gian khi mà thời gian trôi qua đi 2 năm hay là 3 năm thì nó sẽ biến đổi như thế nào ạ? Cái môi mà mình làm ở DK ấy, thì thời gian ấy tùy từng cơ địa của mỗi người. Vâng. Có người có thể là được 2 năm, có người có thể được 3 năm, nhưng mà thời gian nó trôi như thế thì nó sẽ không làm thâm tím tái môi của khách hàng, mà nó chỉ làm nhạt dần màu đi, để lúc ý khách hàng có thể thay một cái lớp áo cho môi mới của mình. À vâng, tức là lúc đó nếu như mà mình muốn thay đổi một màu môi khác thì mình có thể dễ dàng sử dụng và không cần phải hút cái mực cũ đúng không em chị? Vâng, đó các chị em lưu ý nhá. Thì với cái màu môi ở tại DK ấy, thì trải qua quá trình 2 đến 3 năm sẽ tùy từng cơ địa môi. Và cái khoảng thời gian đó thì môi của chúng ta sẽ chỉ bị nhạt màu đi thôi, chứ không hề có cái dấu hiệu là bị thâm xỉn hay là bị bết lại mọi người nhá. Và chắc hẳn là những cái chia sẻ của chuyên gia của chúng tôi thì đã phần nào có thể giải đáp được những cái thắc mắc dành cho chị em. Cảm ơn những chia sẻ của chị Hương rất là nhiều ạ. Và nếu như mà các chị em còn những câu hỏi gì này liên quan đến phun môi đó, thì các chị em có thể để lại câu hỏi hoặc nhắn tin trực tiếp qua fanpage của DK để đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn chi tiết về dịch vụ cũng như là về các chương trình đang được áp dụng ở tại DK mọi người nhé. Và hiện tại thì dịch vụ phun môi phủ xương 3D của chúng tôi đang có giá niêm yết là 4 triệu. Và nếu như mà các chị em quan tâm này
hoặc là muốn tìm hiểu những cái chương trình về ưu đãi thì mọi người hãy liên hệ trực tiếp qua số hotline 0911 310000 mọi người nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Xin chào cả nhà.